Cách nay khoảng 4 ngày có một cô này. Cô cũng từng đi đến chùa mình dự thờ khóa tu cũng mấy lần. Cô thấy ngôi chùa mình nuôi người già, cô thích. Cô rất là muốn mẹ của cô đi vô chùa tu. Mẹ cô lâu lâu cũng đi đến đây cộng tu. Nhưng cô rất muốn mẹ cô ở đây luôn để tu. Cô muốn như vậy. Mẹ cô thì trong lòng của bà thích lâu lâu đến đây cộng tu chứ chưa muốn vô đây ở luôn cũng thích ở đây nhưng chưa có ở luôn được nhưng đứa con này muốn mẹ ở luôn trong chùa người mẹ lại nói một câu rằng tao nuôi mày khôn lớn bây giờ đến lúc tao già mày muốn đưa đẩy tao đi cho người khác nuôi mày làm con mày sống như vậy hả mày cái cô này khổ đau lòng cô nói rằng tâm cổ đâu có nghĩ vậy đâu mà mẹ có nghĩ cổ vậy cổ từ ở xa cổ đi đến đây cổ gặp những đức cổ muốn hỏi những đức và muốn nhờ những đức làm sao nói để cho mẹ cổ nghe để mẹ cổ vô đây ở luôn đi những đức nói cổ nhà có niệm phật không cổ nói dạ ít lắm thầy công việc con bằng biểu lo làm kiếm cuộc sống những đức hỏi cô đến đây tu được mấy lần Dạ hai ba lần Cô có tu nhiều hơn mẹ cô không? Dạ không Nhưng Đức nói hiểu rồi Hiểu cô rồi đó Cái việc làm của cô tí Là trong tâm của cô nghĩ rằng Cô không có ý xấu với mẹ cô Nhưng mà do cô không hiểu Nên nó trở thành xấu Phan duyên nên Trở thành tạo nghiệp là làm việc xấu cha mẹ mình nuôi mình không lớn bổn phận làm con mình ở ngoài đời chỉ có phụng dưỡng cha mẹ hết lòng và thấy cái gì hay cái gì tốt thì nêu lên cho cha mẹ nhận thức cha mẹ muốn thì mình hết lòng giúp đỡ nếu cha mẹ chưa chịu đi vô chùa mà muốn sống gần gia đình thì trong gia đình mình tạo một bàn thờ ngôi tam bảo để cho cha mẹ mình mỗi ngày dụng công tu hành Còn cái này thì mình muốn mẹ mình đi vô trong chùa ở luôn Trong khi mẹ chưa chịu mà muốn Cái cách nói chuyện Những đứa vừa nghe qua những đứa nói Học Phật thì không học Niệm Phật thì không niệm Nghe Pháp thì không nghe Nhưng mà muốn đưa mẹ đi vô chùa Để ở luôn trong chùa Quý vị coi Giống như Người nghèo đói mà muốn người ta ăn no Thì việc này có hay không quý vị? Làm sao được? Không có nhà mà muốn cho người ta có chỗ ở Không thế nào được Không muốn giảng sanh mà muốn phi người khác Niệm Phật giảng sanh được không quý vị? Sao được? Đó. Nên trong Phật Pháp nó nói câu là Trước chưa lỡ mình mà muốn lỡ người Việc này không bao giờ có Nên tất cả mọi người chúng ta nhớ nè Mình gặp được Phật Pháp, mình tu học Chính mình phải được sự an lạc Chính mình phải được sự an vui Chính mình phải gỡ cái sợi dây chói buộc Của cái tình cảnh thế gian này Vậy thì quý vị tu học tốt rồi đó Phải gỡ ra được cái sợi dây chói buộc đó còn chính mình tu học mà bị cái sợi dây ái tình trong gia đình chói buộc bị tiền của vật chất danh tiếng chói buộc cái ăn cái ngủ chói buộc duyên sao phía người ta được ta thấy mình tu học có gì đâu đặc biệt đâu mà mình phi người ta đúng không nên nhận thức chỗ này để mà tu học nên những đứa gặp một số người cũng là một bài pháp để mà mình nêu lên để cho một số người phan duyên đừng nên làm dù là mình muốn người ta tốt Nhưng mà bây giờ người ta chưa đủ duyên thì sao mà người ta hướng đến chỗ tốt được Chỗ tốt này tốt tại sao anh chị không làm đi Anh chị làm cho thật là tốt đi Để cho tôi nhìn thấy đi Bữa đó những đứa cũng nói với đứa con Cô cố gắng tu học cho tốt đi Cô tu còn không bằng mẹ cô nữa mà Vậy mà bây giờ cô kêu mới đi vô chùa tu luôn Để cầu sanh cực lạc Cái chuyện này sao có được cô Thấy gương mặt cô thì đen thui Khóc lóc săn si Phiền não Vậy mà muốn phiên mẹ tu hành niệm Phật bả không phiên cô thì thôi chứ đừng nói cô phiên bả Quý vị coi rõ ràng không Nên có những người mới nghe Phật Pháp Mình phải nhận thức rằng Phật Pháp á, là chính bản thân mình khi nghe và tu được lợi ích nè Rồi mình mới đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Ngày tu học, ngày được sự an lạc An vui và thành tựu thì ngài mới khuyên mọi người, mọi người nghe. thí dụ những đức ở ngoài đời hư hỏng một mình lo cho mình chưa xong, vậy mà những đức đi tu học, những đức ổn định cuộc sống của mình, mà những đức còn lo cho bao nhiêu trăm người già, vậy thì nói người ta, người ta mới nghe. phải nhớ đó, nên phải nhớ rằng, đừng bao giờ làm việc gì mà gấp gáp. mình muốn khuyên người ta, trước nhất mình tu cho tốt đi. Mình muốn khuyên người ta lễ Phật Mình phải lễ Phật Mình muốn khuyên người ta tụng kinh Mình phải tụng kinh Mình muốn khuyên người ta niệm Phật Mình phải niệm Phật Chứ không khuyên người ta không bao giờ nghe đâu Người ta không có nghe mình đâu đó Dù mình là ông thầy người ta cũng không nghe nữa Dù người ta có nghe đi chăng nữa Sau lưng người ta cũng chăm chích mình Nó không có được thù thắng đâu nhớ đó. Mình phải công phu mình phải tu kìa Mình phải sống bình thường Mình tu đi Mình chăng thật mình tu đi còn mình kiểm qua cái tâm mình chân thật đi Mình chưa có làm được, mình nói ta không có được đâu Dù mình có dùng lờ lẽ Ngọt dịu gì mình nói người ta Ta ngồi ta nghe nghe gì chứ người ta không tin đó. Ừ, Không tin Phải nhớ đó, cái sức thu nhiếp là từ công phu Từ sự tu hành mình Mà có sự thu nhiếp Người ta vừa nhìn mình cái là người ta biết mình là tâm tư nhẹ nhàng Tính tình rộng rãi là thu nhiếp người ta đó Nhớ Còn mình á, tu nhưng mà Cái nội tâm mình nó hẹp hòi quá làm cái gì cũng tính toán so đo từng ly từng tí Vậy thì không thể nào mà mình thu nhiếp nó được đâu Còn cái gì chưa đủ duyên thì đừng có phan duyên Cái gì mà đủ duyên thì mình làm thì nó đặc biệt là ít lớn Nên Phật Pháp quý vị biết rằng phải áp dụng trong cuộc sống mình đi đến đâu cũng như hôm qua những đức gặp một vị thầy này đi đến chùa ở bên kia bên ở để chuẩn bị thọ giới đi đến trước vị thầy đến gặp những đứa nói một câu mà mình thấy quý thầy thầy ở trong chùa này việc gì làm thầy chỉ dùm hoặc ai mà được đảm trách công việc làm thầy giới thiệu dùm Để thầy để chỉ cho con công việc gì. chỉ cho con việc gì cho con làm sáng tối thì lên tu bằng ngày rảnh thì phụ được việc gì phụ còn lúc nào ôn bài thì ôn bài đúng không? Nói một câu thôi mình thấy ấn tượng Thấy ấn tượng người này Vì thấy không? Rõ ràng không? Một câu ấn tượng thấy chưa? Có nghĩa là đi đến đâu Cũng có cái tâm vậy thì ai mà không thương quý vị Ai không tiếp nhận quý vị Có hai người này Đi làm công Một người thì đi đến chùa của mình Ngày Chủ Nhật có cộng tu nè Nghe những đứa nói chuyện gần gũi Nên họ cũng tiếp nhận được một chút là một cái công sở hai người này Một người thì biết tu biết vô mình là một người thì không biết thì cái công ty đó nó giảm bớt nhân sự thì có dính hai người này vô vị trí luôn mà hai người này cũng quen nhau thì cái người không biết tu đó nghĩ rằng là mình sắp sửa nghỉ việc à người ta cho mình ngưng công việc này nghỉ thì trước đó từng lễ thì biết thì cái người không biết Phật Pháp này giải đại, nghinh ngang Không lo làm việc gì, nghĩ rằng mình còn từng nữa mình nghĩ thôi Còn cái người biết Phật Pháp cũng biết mình còn từng nữa mình nghĩ Nhưng mà rất nhiệt tình và chào hỏi cấp trên đàng hoàng Nói những lời rất ăn tình và rất nhiệt tình Còn một tuần nữa rất nhiệt tình làm hết lòng Nhiệt tình còn hơn cái lúc những ngày thường thì cấp trên mới thấy được cái hành động của cái anh này Thì cấp trên giữ cái anh mà biết Phật Pháp này lại Được rồi, anh cứ ở lại làm Còn cái người bạn mà không biết Phật Pháp mà Bê tha, nghinh ngang kia Thì cấp trên đã cho nghỉ đi coi đó Phải nghe Phật Pháp những chỗ này Nó có thể áp dụng cho cuộc sống đặc biệt không quý vị Và chính quý vị nghe cũng có thể dạy con cháu cho mình đúng không vậy con cháu mình rõ ràng không những đứa ngoài đời những đứa đi làm những đứa cũng thấy có những người mà chủ chuẩn bị cho nghỉ họ nghinh ngang họ không lo làm việc thì chủ cho nghỉ luôn còn có những người dù là người ta cũng bị cho nghỉ nhưng cái hành động nói chuyện việc làm của ta nhiệt tình và khi người ta đi người ta nói những lời ăn tình người ta chào vậy đó mà người chủ nói một câu Bây giờ Anh đang khó khăn Em cho anh số điện thoại đi Lúc nào ổn định anh sẽ điện em không? Từ một câu ăn tình mà người ta gìn giữ mình không? Nên mình là người tu đạo cái việc này nè Mình phải nhận thức nè Đi đến đâu cũng phải kết duyên tốt đó. Cái hành động lời nói của mình nó không mất tiền mua Nhưng mà mình khéo léo mà mình nói Và cái hành động mình chân thật Vậy mà mình đi đến đâu cũng được người ta tiếp nhận Nên một con người Mà không ai tiếp nhận họ Là chúng ta là có góc độ Là đánh giá là chính họ nhớ Không ai tiếp nhận Còn nếu như con người này Người thiện, người hiểu biết mà tiếp nhận Người ác mà không tiếp nhận Vì thì chúng ta đặt bên vấn đề Người thiện tiếp nhận Thì chúng ta có thể cho ra cái đáp số Người này là thiện Nhớ đó còn cái người này hoàn toàn ác tiếp nhận ác thì tiếp nhận. Bên cạnh họ toàn là những người ác, thiện thì không có mấy người. Vậy thì chúng ta để lên cái căn bên nhiều thì chúng ta đáp số cho người đó. Đây là cách mà nhận diện thiện ác của Khổng lão vô tử dạy đó quý vị. Nhớ đó. Quý vị nghe Phật pháp như vậy thì quý vị có thể nhận diện được thiện ác nó không bị mù mờ phần nhiều dưới chướng người này là hiền thiện thì người này chắc chắn là gần gũi và hiền thiện dưới chướng người này hoàn toàn là hung ác nham hiểm thì chắc chắn cái người trên đó nham hiểm mới dạy ra như vậy chắc chắn là như vậy nên quý vị nhận diện chỗ này thì quý vị sẽ rất rõ ràng và hiểu biết không bị mù mờ hiểu không nên mình làm cha làm mẹ Tiếp nhận giáo dục Biết hiếu thảo với Cha mẹ của mình Thì con của mình sẽ học theo hiếu thảo với mình thôi Việc này là dĩ nhiên đó quý vị đó. Nên Phật Pháp Cho chúng ta cái chỗ nhìn thấu buông xuống Nên nhiều người Chúng ta học Phật vì sao phiền não Vì phiền không được Thì bận tâm thì phiền não rồi Phiền được Thì dính mắt Vậy thì có ngày nào cũng bị phiền não rồi Chúng ta là người học Phật Phiên được thì phiên Phiên không được thì thôi Mình đã làm hết tâm tư mình rồi Đại lão và thượng tình không Ngày giảng thiết này nói Việc làm của quý vị viên mãn rồi đó Viên mãn rồi đó Còn nếu như cái vui mà dính mắt Cái mà không được Thì buồn phiền Vậy thì quý vị phiền não rồi đó nên mình mỗi ngày niệm Phật mới nhận thức được chỗ này mới được Nhớ đó Giống như đạo tràng bên kia có một cái cô này Cô từ khi vô đây cộng tu tới giờ cổ rất là nhiệt tình Dù là cổ cứ âm thầm âm thầm làm việc nhiệt tình Không ý kiến ý cò gì Gương mặt tươi vui cứ lo niệm Phật 29 tuổi Dù là không ai Để ý tới cổ nhiều Nhưng mà người trên vẫn là thấy được cô này vẫn là thế Nên quý vị nhớ là Cái hành động làm thiện làm tốt của chúng ta Cũng không cầu người nhìn thấy làm gì Quý vị cứ chân thật mà làm đi Thế nào cũng có người nhìn thấy à Còn cái người mà vừa làm việc thiện một chút Là muốn người ta thấy Vậy thì người này không phải là chân thiện đâu quý vị à Phải nhớ đó Nên từ nơi đó cái hành động sống của mình Đối nhân xử thế Quan trọng nhất là chân thành Nhớ chân thành nếu như quý vị chân thành nhất định Sẽ có cảm thông chắc chắn luôn Hôm qua những đứa đi đổ rác Quý vị biết Đi đến cái công ty Người ta không có Chấp nhận cho Mấy cái vị trí lẻ lẻ Mà nhỏ nhỏ như mình Xe rác người ta đổ một lần Có khi mười mấy hai chục tấn Rác của mình có Hai ba trăm ký Người ta không chấp nhận Để đăng ký ngộ thay quý vị đi đến một cái công ty rác lớn vô cùng mình đâu có quen ai đâu mà lạ vô cùng luôn nhân viên rồi người ngồi văn phòng hết người này đến người khác cứ đến để muốn giúp hết người này đến muốn giúp đến người kia đến muốn giúp quý vị nó rõ ràng là mình mỗi ngày mình muốn giúp người thì cái quả báo nó ngộ vô cùng mấy anh em đi chung đều nói ủa ngộ nghe tất cả những người này mình không quen mà đều muốn đến giúp mình mà rất nhiệt tình như vậy có một cái anh tên tùng rồi anh nhiệt tình đừng có nói nữa anh muốn giúp mà anh nhiệt tình mà đâu có quen gì đâu không có quen gì cả mà anh nói ngộ vừa gặp quý thầy cho thấy quý thầy tội nghiệp quá con muốn hết lòng con giúp cho quý thầy hôm qua mà đi mà mấy tiếng đồng hồ ở vị trí đó mấy tiếng đồng hồ rồi mấy cái người hốt rác xung quanh Mấy cái người nhân viên xung quanh Ngộ thấy người ta vừa gặp mình người ta quý Rõ ràng cái người niệm Phật phước duyên quý vị ừ, Lạ thiệt luôn á Rồi cuối cùng cái anh mà Mà chở rác mà Mà công viên cây xanh Tự nhiên anh nói thôi được rồi thầy Rác của quý thầy trên xe Để qua xe con đi Để con chở đi giùm cho Nói đúng là người niệm Phật Đặc biệt thiệt à, Không có quen biết gì cả mà hết người này muốn đến giúp đến người kia đến giúp là chính cái nhân quý vị mỗi ngày sống quý vị gieo nhân làm sao gặp quả gì quý vị nhớ đấy ừ. từ nơi đó mà mình là người niệm phật đó. những đức thấy rằng cuộc sống của mình trong mọi hoàn cảnh vui vẻ cũng như hôm qua những đức ngồi tiếng mấy đồng hồ để chờ đổ rác những đức ngồi trên xe nắng oi bức vô cùng nóng ngồi tiếng mấy ngày hai tiếng rồi lớp chạy xe ngoài đường đường xe quá trời vậy mà ngồi trên xe chờ đổ rác vậy mà những đức ngồi bấm số thì bình thường không có một trạng thái gì khó chịu một mình nên những đức nói rằng phương pháp niệm phật này đúng là tuyệt vời ừ. mỗi một đạo tràng nuôi người già nhớ dù là quý vị một ngày tu bốn thờ Nhưng các cụ sẽ gián đoạn không niệm Phật Sẽ ngồi nói chuyện Nhưng nếu quý vị đưa lên chương trình chiếc máy bấm số này Và chiều quý vị cho người đi ghi Chắc chắn rằng Sẽ giảm tối đa cái chuyện ngồi thị phi Một trăm phần trăm Vì sao? Vì chiều mình đi ghi Bà nào bấm ít là mình nắm được liền Từ nơi đó mà đưa các cụ vào cái thế siêng năng niệm Phật Siêng năng niệm Phật Phương pháp này là phương pháp đặc biệt Chính những đức hôm qua ngồi Chờ đổ rác gần 2 tiếng đồng hồ Vậy mà những đức ngồi bấm số niệm Phật tâm tư thoải mái bình thường Không có chút bực bội Hoặc là mình mà muốn gấp gáp gì Tại sao chờ lâu quá này kia rồi Không có vậy Những đức nói u ngộ thiệt Kiểm qua những chỗ này mình nhớ ngày xưa Gặp mà mình chưa tu mà mình ngồi gì chắc mình chắc diệt phong luôn La lối um, sùm um của cái chữ thầy Này kia rồi tức tối thấy không Vậy mà bây giờ ngồi bình thường chẳng thấy bình thường cái gì cả đổ được đổ đổ không được thì đổ chỗ khác cái gì phải bận tâm nặng nề cứ ngồi niệm phật gì Nó đặc biệt vô cùng bởi vì những đức kiểm nghiệm qua đúng phong còn trình độ này tuyệt quá tuyệt ừ. nên những đức thấy có những người mà người ta lao đi kiếm tiền mà người ta không chịu bổ túc niệm phật để an tâm đúng là bỏ gốc chạy theo ngọn thí dụ như vậy làm bất cứ một công việc ngồi văn phòng hay bất cứ một công việc tay chân cực khổ gì lụm bọc hay bất cứ một cái việc gì ngồi bảo vệ hay là cái việc buôn bán gì ngoài chợ vì chỉ cần rảnh an tâm bằng cách ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà phật ai di đà, đà phật chỉ cần dùng cách này để bổ túc năng lượng bổ túc năng lượng bằng cách này thì chắc chắn rằng quý vị thường an tâm mà tâm an rồi làm việc nó mới thành tâm an rồi làm việc nó mới thành công nhớ nghe không cái tâm mà bất an quý vị làm việc là quý vị đoạn duyên đoạn phước đó Vì dễ sân si người ta gặp quý vị ta sợ Mà phước của mình tổn Nghiệp của mình tăng Nên cách an tâm Là giúp cho mình nghiệp tiêu phước tăng Nghiệp mà tiêu Thì sự việc của mình rất thuận tiện Phước mà tăng Thì tức khắc vật chất việc tốt đến với mình Nên những đức nói rằng Một phương pháp niệm Phật này Mà có tài thí pháp thí vô ý thí và chỉ người cũng rất là dễ Chỉ người cũng rất là dễ Không ông tịnh độ là pháp đại thù thắng Nên tất cả những người nuôi người già phải nhớ Dùng phương pháp bấm số niệm Phật này Quý vị khỏi cần nói phương pháp của những đức gì chứ Người xưa cũng là ký số niệm Phật đó Những đức đọc sách người xưa Mà họ lần chuỗi ký số Bây giờ thời đại này Đặc biệt là có chiếc máy bấm này Thì đừng có nói phương pháp này của những đức gì chứ Quý vị cứ là phát minh Chiếc máy bấm số này quý vị tự chỉ Các hội chúng của mình bấm số đi Miễn sao người ta lợi ích thôi Phương pháp của ai mà không được Người trí thấy cái hay thì học Không cần thiết cái việc này Là của ai Chúng ta chỉ cần học và được lợi ích Là cho mọi người Vậy thì quý vị là bậc chí Người anh hùng biết nhận thức được Cái việc tốt Thì làm Chỉ có kẻ tiểu nhân nên thấy cái việc tốt mà của người này làm thì cái ngã của mình nghĩ rằng mình không lẽ gì mà đi học họ đó đây là kẻ tiểu nhân tâm lượng hẹp hòi này làm sao mà học phật được quý vị cái gì mà mình thấy hay thì mình cứ học đi cái nào mà không hay thì đoạn bỏ từ nơi đó cái hay thì mình học cái không hay thì mình coi lại coi mình có cái không hay này hay không để đoạn đi vì thì vị học Phật tuyệt vời và có lợi ích lớn Chắc chắn luôn à. Chứ mình mà gọi là Mình nghĩ rằng cái người này nhỏ Có một cái cô này Cô đến cô chia sẻ như thế cô nói một câu Thầy ơi Con ngày xưa nghe Pháp Là vị này là bậc thầy Sau này con nghe Pháp Người này là đệ tử của bậc thầy đó Trong lòng con suy nghĩ rằng Lúc trước mình nghe ông thầy này Là thầy ông này Bây giờ ông này là đệ tử Mình nghe làm chi vậy Cái tâm quý vị gì thì thua Đây là tâm quá hẹp hòi ừ, Tâm quá hẹp hòi Nên với di đà truyền đăng là ý nghĩa gì Là Phật Pháp phải truyền xuống Cha mẹ có đạo đức không dạy cho con đạo đức Cha mẹ chết đi không lẽ để cho con hư à Nếu thầy giỏi cho còn giỏi hơn thì thầy rất mừng Người thầy thiết pháp được Cho thiết pháp được Vì thì mình mừng là thằng này nó chịu phát tâm Dù là nó thiết pháp Nó bị người ta chửi mắng vài câu Nhưng kệ Mình đủ duyên thì chỉ nó Còn không đủ duyên kệ mình để cho nó bị chửi Vài câu đi Để nó kinh nghiệm nó khôn bị chửi mất khôn Mình nên khéo léo Trong những buổi giảng mình chia sẻ Mình động viên tinh thần vậy thì nó từ xa nó vẫn là cảm kích và tôn trọng mình. Con hơn cha là nhà có phúc, trò hơn thầy thì đạo Hưng thịnh. hòa thượng thiên công này nói nếu đời tôi mà hành đạo khó như vậy, đời sau đệ tử của tôi phải giỏi hơn tôi, người sau phải giỏi hơn thì đạo pháp mới tiếp tục truyền nói, nên nó với di đà truyền đăng nói vậy coi. Còn ý nghĩ vị nghĩ rằng Tôi nghe thầy ông này Bây giờ ông này là đệ tử nghe làm chi Thua rồi Thí dụ như bây giờ cái người này đời này Họ làm thiện vô cùng Họ thiết pháp hay vô cùng Họ già họ chết đi Họ tái sanh lại Là một đứa trẻ Cái người kia Hiện tại vẫn còn tại thế Quý vị chỉ nhìn người này già chứ quý vị đâu có thấy được cái người trẻ này Là đời trước họ tu thâm hậu vô cùng Họ chết họ tái sanh lại Nên trong lục đạo luân hồi này Nó trong một cái dòng xây Giống như quý vị đi kinh hành Đầu tiên là mấy ông thầy dẫn đầu đi đúng không Cuối cùng đi thì mấy ông thầy đi ra phía sau Cái mông người ta mà đi đúng không Quý vị coi đúng không Nhìn ra thì thấy cái gì đâu Trước sau gì quý vị Học Phật là mặt trái mặt phải Đều học được hết Từ nơi đó ai ở thế gian này Mà không có cái sai Ai mà không sai Ai mà không bắt nguồn từ cái không biết mà đi lên Quý vị mới sanh ra Rồi từ từ quý vị lặt bò Rồi mới đứng chừng Rồi mới bước đi Ông thầy đó ngày xưa cũng từng cái bước thầm này mà đi nhưng mà ông đá đổ cái việc người ta bước thầm vậy đó, tâm lượng ông hẹp hòi quá. Hiểu không? Đã chịu phát tâm là tốt rồi nên những đức thấy một huynh đệ nào chịu phát tâm giảng pháp là những đức cảm thấy rất động viên và rất mừng. Cứ chân thật mà làm đi, đừng có sợ thất bại. Có thất bại mới có thành công, hiểu không? Phải cố gắng kiên nhẫn. Thành công là từ kiên nhẫn. Phải nhớ. Đi. Nên câu Phật hiệu này giúp cho mình kiên nhẫn mới gọi là đại nhẫn đại nan. Đại nan đại nhẫn. Nang là gian khổ Chịu khổ được thì nhẫn được Nhẫn được thì chịu khổ được Mấy anh em phát tâm giảng pháp Phải kiên nhẫn Từ nửa tiếng nửa tiếng cứ kiên nhẫn đi hoài Từ từ thành chuyên nghiệp mà. Tức khắc từ từ có duyên ta nghe mình Càng ngày càng đông không Nên câu vật hiệu này đặc biệt lắm Có thể giúp chúng ta một đời này giải thoát và có thể giải quyết tất cả vấn đề trong cuộc sống chúng ta hiện tại luôn. Nên phải lấy cái tâm nhẫn nại mà tu học. Một phương hướng chuẩn xác mà tu hành vị thấy rằng là tuy mỗi ngày chúng ta nghe chia sẻ phật pháp nhưng có khi một số việc là do chính mình không buông xuống được quý vị do một là nghĩ rằng ông đem tiền tội lỗi về để lo cho mình mình dùng đồng tiền này mình cũng tội lỗi điều thứ hai là có khi nghĩ rằng giữa tình cảm vợ chồng thương yêu Lỡ ông làm gì không phải Ông bị tù tội Hoặc là đồng tiền này dùng người gia đình Sợ gia đình của mình Mang cái quả báo Dính cùng với ông luôn Rồi gia đình mình sẽ Bị ảnh hưởng rất là lớn Toàn bộ tất cả những cái nghĩ này Đều là Vì ái nhiễm dính mắt mà nghĩ Chúng ta là người niệm Ai Di đào Phật A à, là vô di đà là, là lượng Phật là giác Giác ngộ trong tất cả mọi hoàn cảnh Thí dụ như bây giờ Người đó làm gì không phải Dù là người thân của mình Mình phiên họ Họ không nghe Họ không nghe thì chúng ta đừng đụng vô nữa Mình nên mỗi ngày cố gắng niệm Phật Bổ túc cái tính nguyện Và tích tụ năng lượng Giống như đầy đủ điện Thì lúc nào đèn cũng sáng đừng vì một số việc mà mình phiên không được mà mình bận tâm mình hao năng lượng thì cái bóng đèn của mình nó cũng bị tối đi bóng đèn đã tối thì đi, đi thì làm sao mà mình soi đường cho mình và cho người khác được không nên á mình phiên không được thì thôi mình không có tội tại vì mình làm vợ mình giữ quyền chồng mình làm con Mình dưới quyền cha mẹ Dù là cha mẹ làm điều không phải Mình phiên không được thì thôi Không đụng vô nữa Mình làm vợ phiên chồng Chồng không nghe thì thôi Mình lo làm trách nhiệm của mình cho đúng đắn Mình làm cha mẹ Sinh con nuôi con không lớn Dạy con Con không nghe Con không nghe Thì kể như mình nghĩ rằng Đứa con này đến đây để đòi nợ mình Mình không buồn trách nó làm gì cả Mình đã nói hết lòng rồi Nó không nghe thì thôi Mình lo niệm ai di đà Phật Đây gọi là nhìn thấu buông xuống Và mỗi ngày niệm cái vô lượng giác Là ai di đà Phật Đúng rồi đó Tại vì mình phiên người ta hết lòng mà không được mà Mình đâu có kêu người ta đi làm Cái điều không phải đem Tiền về cho mình để mình có cuộc sống đâu mà do chính người ta tự đi làm điều không phải Gọi là ăn chung tội duyên Ăn là ăn chung tội duyên là do chính họ phát tâm Chứ mình đâu có kêu họ Còn nếu như mình vui khi họ đi làm việc ác kiếm tiền đem về Hoặc là mình khuyên họ đi làm việc ác kiếm tiền đem về Vậy thì gọi là cộng nghiệp Còn cái này mình không có kêu họ đi làm việc ác Mà họ tự đi làm việc ác Đó là biện nghiệp Mà mình còn khuyên họ chân thật mà họ không nghe Quý vị vẫn có công đức Vì sao? Vì phiên chân thật Mà họ không nghe thì mình không dính mắt Buồn xuống Đây gọi là người tu hành hiểu nhân quả Và mỗi ngày niệm Phật Niệm cái vô lượng giác Nên mình có được cái khả năng giác ngộ Mình cứ lo cái việc tu hành niệm Phật của mình cho thật tốt gì được rồi Nhớ Đó là một câu chuyện Mà cũng có thể nhắc rất nhiều người Có khi gặp phải những sự việc này Sợ nhất là chúng ta bị Cái chỗ là khuyên không được Rồi rê ra dính theo Đây là cái thất bại Của người tu hành chúng ta Mà không thông hiểu Giống như một cái trái Đến lúc nó già tự nó chín thì rất là ngọt Nhưng quý vị chặt non Vú ép Dù có chín đi chăng nữa Cũng là lạc lẽo Nó không có hương vị gì Một con người khi đủ duyên họ hướng đến đạo thì họ tự sửa đổi lỗi lầm còn người này mới kết duyên chưa đủ thì họ chưa có sửa đổi lỗi lầm hoặc chưa chuyển được nghiệp thì làm sao mà chúng ta bắt buộc họ được khi quý vị nghe những câu chuyện của người xưa niệm phật giảng sanh thì lòng tin về pháp môn tịnh độ hoặc là chúng ta niệm phật Uh, có phương hướng rất là chuẩn xác cũng như uh, lúc mà uh, đại sư liên trì ngày còn trẻ mà câu chuyện này những đứa cũng thường kể ngày qua nhà một bà lão thấy bà lão này cứ thường niệm phật uh, đại sư hỏi rằng uh, bà mỗi ngày niệm phật niệm phật có lợi ích gì thì bà lão này bà mới kể rằng lúc xưa khi ông nhà của bà còn sống ông cứ thường niệm phật và phiên bà niệm phật có khi bà cũng không nghe trong lòng bà nghĩ rằng niệm phật có lợi ích gì đâu nên bà không chịu niệm ông cứ mặc kệ ông lo ông niệm đến sau này ông sắp sửa lâm chung thì ông đi uh, cáo biệt những người thân bằng quyến thuộc uh, xong ông trở về nhà ông tắm rửa thay đồ ông ngồi niệm phật ông ra đi và bà kiểm cái hành trình sống của ông là một con người sống rất tự tại an lạc mà khi ông giảng sanh thì bà mới nhận thức được thì từ đó về sau bà phát nguyện Nhất định Bà sẽ học theo ông Cố gắng niệm Phật Bà chỉ kể chuyện Cho đại sư Liên Trì nghe như vậy thôi Lúc này còn trẻ chưa đi tu Thì Ngài đã có ấn tượng Đối với Pháp môn tịnh độ Nên Ngài viết mấy chữ Dán trên đầu nằm Sanh tử đại sư Biết được Pháp môn tịnh độ này là Pháp giải thoát rồi thêm một câu chuyện mà bà cụ già bán khổ như câu chuyện này rất nó rất phù hợp với nhiều người xã hội bây giờ. Nhiều người xã hội bây giờ khổ mức cùng cực. Bà cụ già này bà sanh được một người con trai. Người con trai bà hắt hủi bà. Nó thường la gầy bà, bà buồn khổ quá. Bà gặp người sức gia bà than thở. Thì người sức gia này nói rằng Tại sao mỗi ngày bà đi ôm ấp cái khổ làm chi Tại sao bà không đem bán nó đi Thì bà nói rằng Cái khổ làm sao bán được thầy Thì người xuất gia này nói Bây giờ tôi chỉ bà niệm Phật Bà chăng thật bà chịu nghe lời Bà cứ nhớ ai với Đà Phật Bà đừng có nhớ cái khổ nữa Gọi là bán khổ đó Bà cứ chí thành niệm Phật Cầu sanh cực lạc Về thế giới cực lạc bà hết khổ Bà già này vô cùng là có thiện căn Dạy một lần biết nghe từ đó về sau bà cứ thường nhớ ai với đạo Phật Làm bất cứ việc gì bà cũng niệm Phật Mà lúc người xuất gia nói như vậy Bà còn trả lời rằng Trong gia đình của bà nào nuôi heo Rồi bằng thờ thờ tứ tung Thổ địa thằng hoàng táo quân Thờ nhiều lắm Rồi làm sao niệm Phật đấy Người xuất gia này nói rằng không sao Chỉ cần trong tâm bà có Phật Bà thành tâm niệm Phật Bà nhớ Phật niệm Phật Bà cứ chân thật như vậy là được rồi Bà lão này từ đó về sau đi đứng nằm ngồi Quét nhà nấu cơm làm bất cứ việc gì Miệng cứ niệm Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Ai Di Đà Phật Bà cứ chân thật bà nhớ Phật Thì vài năm sau vậy đó Bà lớn tuổi bà nói với người con trai rằng con à ba ngày nữa mẹ giảng sanh về cực lạc rồi con ở nhà lo hậu sự cho mẹ cũng như là tròn cái đạo hiếu của bổn phận làm con đứa con trai nó nghĩ bà không bình thường nó không tin nhưng đến ngày thứ ba nó nghe mùi thơm nực nồng nhớ lại lời của mẹ nói thì nó để ý người mẹ thấy người mẹ tắm thay đồ và bắt một cái ghế ngồi niệm phật niệm một chút thì bà ngồi im đứa con đến coi thì mẹ mình giảng sanh này khi vị nghe những câu chuyện này thì bị vị coi rõ ràng trong thời đại này nhiều thứ khổ đau bức bách chỉ có pháp môn tịnh độ này mới giải quyết được vấn đề khổ đau rất là rõ ràng niệm phật bán khổ còn rất là nhiều câu chuyện niệm phật giảng sanh nhiều lắm quý vị từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ trẻ hay già dữ vị niệm phật cũng có kết quả chư phật chư tổ dạy người không có duyên niệm phật với có duyên người không có phước niệm phật chứ có phước người xấu xí niệm phật viết được từ từ sắc diện coi được và đẹp một câu vật hiệu này quý vị chỉ cần chăng thật niệm trong tâm quý vị muốn như thế nào nhất định gọi là hữu cầu tắc ứng nhưng phải kiên nhẫn niệm có vật hiệu này sửa đổi lỗi lầm nhớ nên chúng ta khi nghe lời phật dạy trong lòng mình cảm thấy vui mừng. Phật nhắc chúng ta phải biết trân quý. Được thân người là khó, gặp Phật pháp càng khó. Nên những đức thường phiên, các chú, các cô trong chùa, các cụ. Mình may mắn thay mình gặp được Phật pháp. Bây giờ những đức cùng với các cô, các chú có thể làm một số việc cho xã hội. Nếu như mình mà không gặp Phật pháp mình làm được cái gì đâu. Bao nhiêu cụ già có gia đình, có con Lo cho một gia đình nhỏ Cũng như mới đây bên đậu già bên kia Có một bà cụ hơn 80 tuổi Khả đời của bà làm ký cỡm để dành tiền bạc để lại cho con Của cải bà chia lại cho nó hết hoàn toàn Vậy mà mới đây nè Đứa con dâu lên báo tin rằng Mẹ ơi, mẹ tranh thủ mẹ về đi mẹ Bây giờ mấy anh mấy chị đang kình lộn muốn chém lộn với nhau nếu mẹ không về là các anh chị đâm chém nhau để giành giật đất đai mà chia rồi đó mà nó còn kình lộn giành giật chém giết nhau chắc chi chưa rõ ràng vì coi đó bà cụ già ra xin quý thầy quý thầy hỏi bây giờ bà cụ từng tuổi này sao giờ giải quyết được nếu đứa con này nó mà nghe lời mình Thì bà đã chia cổ cải cho nó hết rồi Thì làm gì còn cái chuyện nó hơn thua với anh em nó Nó đâu có hiểu gì đến chữ hiếu đâu Từ nơi đó mà nó mới làm như vậy Bà từng tuổi này rồi Bà chia nó hết rồi Bà gì mà nói cũng không được đâu Đúng là Cái tâm ái nhiệm khó vượt qua quý vị Nên tất cả các cụ già Các cụ phải nghĩ rằng Cái tuổi các cụ giờ già rồi không giải quyết được cái gì từ nơi đó mà mình phải giải quyết cái việc sanh tử mình mới là cái chuyện thông minh, hiểu biết mới giúp được thân bằng quyến thuộc con cháu của mình. Bây giờ mà còn mà bo bo theo nó là quý vị, vị lỡ một đời mình rất uổng. Đó là quán thân trái chủ đến đòi nợ. Quý vị, vị đã dứt được rồi mà quý vị, vị còn lao đi tìm nó là chết. Vậy mà bà già quyết định Bà nói rằng Con gì Con giải quyết chứ để nó đâm chém với nhau Trong tâm con chịu không nổi Con về con có Chết đi chăng nữa con cũng vừa bụng Gì Nói về mặt thế gian Thì cái lòng mẹ thương con vô bờ vô bến Nhưng nói về Phật Pháp Thì cái việc Làm của bà là cái việc Ngu si vô cùng Vì sao vì cái thăng già lụm cụm của bà còn chưa lo xong Làm sao bà lo việc của nó Lúc mới sanh ra đỏ hói Thì mình quyết định để nuôi Nhưng bây giờ lớn rồi quý vị có nói nói cũng không được Nhưng học Phật mà chưa hiểu biết Chưa nhận thức được cái vấn đề Cái việc đỏ lạc trong tam đồ Là khổ đau cùng cực Nhưng bà đi bà còn nói một câu Con về con giải quyết xong rồi con lên Quý thầy nói không Bà về thì về luôn Bà nói không con gì con giải quyết xong con lên quý thầy không cho ở Con cũng đứng con nài nỉ Nhất định con cũng ở Quý thầy bên chùa bên kia nói Bây giờ phải làm sao huynh Nhân Đức nói Các anh em cứ phát huy khả năng của mình để giải quyết đi Quý vị coi Nuôi con Để củ cải hết lại cho nó Đi vô chùa Sống không có nhận một các bạc gì ở trong chùa Bình Yên. Khi nghe nguồn tin về một chút chạy về. Chạy về xong chạy vô lại. Không phải nơ nương tựa nhưng vẫn lao đầu vào đi. Chịu chết. Chịu chết thì nghĩ rằng là ngon lành. Nhưng mà đọa tam đồ thì cái việc này lúc đó kêu chờ, kêu người vẫn không ai hay biết hết nhưng do không hiểu biết cái vị coi đó thấy không bởi vì phật có nói là chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo quá vậy coi rõ ràng không đó. dù biết rằng làm không được vẫn lao về mỗi ngày niệm phật mà nghe cái gì nguồn tin gia đình một cái là bắt đầu là diệt thịt vậy thì dù có niệm phật cũng không giải sanh nên chư tổ sư mới nhắc mình là xả ly ta bà mới hân hoan cực lạc mình niệm phật mình giảng sanh là niệm niệm gì chúng sanh mà mình giảng sanh bây giờ không giúp được giảng sanh thì cực lạc mới giúp được xa nó nhất thời mà cứu nó đờ đờ vậy mà không làm cái chuyện cứu giúp nó mà chỉ làm cái chuyện nhất thời để mà đọ lạc cùng nhau đọ lạc đờ đờ Nghĩ suy nghĩ đi tuy thấy là tình thương nhưng thật sự là mù quáng nhưng mà nói làm sao nghe nên mình nêu lên những điều này để cho những người nghe có thể mà tỉnh táo một chút quý vị nhớ là xa con nhất thờ xa gia đình nhất thờ mà cứu họ đờ đờ còn hơn là cùng nhau đọ lạc đờ đờ không ai giúp ai cũng như cái câu chuyện những đức thường kể cái ông trưởng giả này hai vợ chồng tham lam keo kiệt sanh được ba thằng con trai một đứa con gái Gia đình giàu mà keo kiệt vô cùng Ông bà xài không dám xài Nhưng hai thằng con trai thì Nó phá sản Nó phá, nó gây bao nhiêu chuyện Nó phá làng, phá sớm Nó hại người Ông bà phải đi chầu chờ, chầu trực Rồi Người ta thư kiện ông bà phải Đi đút lót để cho con ông bà đừng có vô tù tội Nó làm bao nhiêu sự việc như vậy Ông bà cứ là bỏ tiền rồi đến khi ông bà này gặp được Phật Pháp quy y tam bảo Thỉnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm về thờ Vừa quy y tam bảo thỉnh tượng Bồ Tát Quán Thế Âm về thờ Ông bà cũng mở tâm lượng ra một chút Biết bố thí cũng vừa Thì cái thằng đầu tiên là cái thằng thứ hai Nó té ngựa nó chết Ông bà khóc lóc kêu gào muốn đem tượng Bồ Tát Quán Đế Âm đến chùa trả thì vị thầy khuyên con cái đến đòi nợ hoặc trả nợ có khi đòi nợ đủ rồi thì nó đi hoặc trả nợ đủ rồi thì nó đi ông bà nguôi nguôi đem tượng người Tát quán đem về thờ tiếp tục thằng thứ ba nó cũng làm chuyện không phải cuối cùng nó cũng chết là hai thằng chết ông bà đau khổ cùng cực không muốn thờ phật nữa cuối cùng vị thầy cũng phiên rồi đem tượng phật về thờ rồi cái thằng thứ ba là cái thằng hiền hậu nó hiền hậu nó không phá của cải gì hết nhưng cuối cùng nó cũng mang bệnh nó chết luôn lúc này ông bà quyết định Hạn phật pháp ghét phật pháp không thờ phật bồ tát nữa còn đúng một đứa con gái ông buồn khổ rầu rĩ vô cùng trong một giấc ngủ một giấc mơ Bồ Tát quán thế âm thị hiện một chàng trai đưa ông đến tham quan địa ngục ông xuống dưới địa ngục gặp con ông ông hỏi con con gì sao con bỏ cha nó nói con cái gì ông ơi tôi đến để đòi nợ hai thằng con đầu đều nói y là tôi đến để đòi nợ Nhờ ông quy Tam Bảo, thờ Phật Bồ Tát nên chúng tôi ra đi sớm. Không thôi là chúng tôi phá cho tan nhà bại sản mất mạng rồi chúng tôi đi. Con cái gì ông ơi thôi được, ông đi đi. Ông đến gặp cái thằng con thứ ba, ông nói: "Con hiền hậu gì? Sao con bỏ cha sớm như vậy?" Nó nói: "Tại vì nó thiếu nợ." Thiếu nợ ông? Nó lên nó phải trả nợ là nó là đứa con ngoan ngoãn nghe lời, không phá của cải. Khi trả nợ xong thì nó phải đi Hai thằng kia thì lên đòi nợ Mà đòi quá đáng phải đọa lạc thêm Thằng này thì Đến trả nợ trả đủ rồi thì đi Bây giờ nó đi đầu thai tiếp tục Quý vị coi Trong lục đạo luân hồi nó cứ xây chuyển mãi như vậy Không dứt Tiếp tục ông đến ông gặp người vợ ông Vợ ông lúc Trên dương gian bà cho dai Ăn lờ cắt cổ Hung bạo dữ dằn khi bà chết đi Bà ngồi trên bàn đinh Bà khóc lóc kêu gào và nói Nếu ông còn nghĩ chút tình xưa Ông có thể về dương gian Bố thí cúng dường tu nhân tích đức hồi hướng cho tôi Tôi khổ quá rồi Vì tham lam keo kiệt hung bạo Không biết nhân quả Mà bây giờ tôi phải chịu cảnh đỏ lạc khổ đau Khi trải qua giấc mộng đó Ông về lại dương gian cái căn nhà thiệt là to của ông Ông cúng dường cho Tam Bảo Để xây chùa Và của cải vật chất Ông biết bố thí cúng dường Và ông tu nhân tích đức Khi qua câu chuyện này rồi quý vị Nghe quý vị Nếu có thiện căn mà tin Rõ ràng con đến với mình Không ngoài bốn cái duyên Đòi nợ trả nợ báo ơn báo quan Rất là rõ ràng vợ chồng cũng vậy Thận duyên hoặc nghịch duyên quý vị coi đúng hay không nên chúng ta nghe Phật Pháp mà không chuyển được cái tâm mình Mà bị nghiệp lực câu thúc như vậy Thì uổng một đời uổng quý vị Như bà già hơn 80 tuổi Vậy mà bây giờ còn lụm cụm Trong chùa mình nhiều bà cụ Có một bà cụ nè Bây giờ đang nằm chỗ nè Bà làm cực khổ tạo ra ba căn nhà Con bà giật giành lấy hết Sau này bà hẳn vô cùng Vô chùa nghe những đứa nói chuyện từ từ Nó nguôi ngoai đi và buông xuống bao nhiêu hoàn cảnh con vẫn là lấy của cha mẹ vẫn tính toán với cha mẹ từng chút từng chút có khi nó ngọt với quý vị là vì quý vị còn của đó quý vị chỉ cần đưa nó hết coi chừng nó chở mặt với quý vị có những người nói đứa con này được nè nó chịu đi chùa theo mình theo mình nó đi theo một thời gian nó đi nhưng mà nó vô chùa nó chưa có tiếp nhận phật pháp nó đi vì dũng ý khi đưa của cải cho nó hết xong Nó nghỉ đi chùa luôn Quý vị coi Con mà tính với cha mẹ như vậy đó Quý vị coi đúng là Mình sanh con chỗ quan trọng nhất là cái gì Là giáo dục từ đầu quý vị đúng không Giáo dục từ đầu Đừng có nói rằng giàu sang phú quý Mà hạnh phúc chưa chắc đâu Có khi càng giàu càng khổ quý vị Sống ở cõi đời này Bởi vì Đức Phật Thích ca Mâu Ni Ngài nói ta bà khổ Khổ không thể nào nói hết Thế giới cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bà Nên chúng ta Niệm Phật cùng nhau niệm Phật để cầu sanh cực lạc Nhớ Phật Đối với việc được mất thế gian này Nhẹ nhàng trong tâm Quý vị biết Có những người tu hành Tiền bạc vật chất vẫn là nặng nề Tính toán so đo từng chút từng chút Nó thành cái nghiệp Dù là lớn tuổi nhưng của cải giữ từng chút từng chút Không buông được Quý vị coi ghê không Nên nói về Danh lợ khó buông vô cùng ừ, Khó vô cùng Phải là nhận thức được kìa Mới buông xuống được Chứ không dễ đâu Cả người tu hành bao nhiêu chục năm Mà tiền bạc cũng không thể nào mà Mà nhẹ nhàng được Chưa thể nào mà giải quyết được Mà ngộ thay quý vị mà có tiền nhiều Là sẽ có bị người ta ăn cắp à, có tiền nhiều là sợ người ta ăn cắp Giấu chỗ này cắt chỗ kia phá chỗ này giữ chỗ nọ Và rất là nhiều bí mật cái bí vị à, Không có thoải mái tâm tư chút nào chứ Quý vị để ý đi Hôi giàu như vậy cũng không ham Danh tiếng như vậy cũng không ham Sống những ngày tháng bình yên Những đức nghĩ tiền là phải xài thôi Tiền là phải xài thôi Cứ xài cái việc lợi ích Giúp người làm từ thiện phóng sanh Hay bất cứ những điều thiện gì nên làm Đặt máy nghe Pháp máy niệm Phật tặng người Những điều thiện này đồng tiền Là phải xoay chuyển Còn nếu không thì chấp nặng Một là ở ngoài đời Thì con cái Muốn lấy của có khi cha mẹ không dám xài Mà nó thì đem đi phá sản chơi vậy đó Trong chùa Tiền nhiều Thì nhất định cũng gặp đệ tử tham bên cạnh hoặc là sợ nó lấy hoặc là tiền để khúc này khúc này khúc này lâu lâu mở ra coi thử coi có ai rút ai lấy không hoặc làm giấu thì sao thì sao coi người bên cạnh mình có lấy hay không hoặc là để thử coi thằng này ở bên cạnh mình có tham tiền hay không quý vì coi có tiền là phiền phức không rõ ràng phiền phức không bao nhiêu cái tâm bất an rồi cuối cùng chết cái nút áo cũng lắc bỏ lại vậy đó mà lúc còn sống là như vậy nhưng mà cũng có cái câu nói để mình không buông được Của Tam Bảo mà phải giữ cho kỹ chứ Của Tam Bảo mà không kỹ tội chết Tội gì tội Của Tam Bảo cũng là tiền bạc thôi Dùng cho chúng sanh được lợi ích Thì dùng thôi chứ Đồng tiền là xây chuyển mà Nếu mà không dùng nó Thì nó khác gì đóng giấy dụng vô ích Thì coi đúng không Từ nó đối với coi Có tiền là phiền phức nên người tu hành an lạc nhất là đừng có dính vào vật chất tiền bạc, danh tiếng. Cái này không phải đá đổ nhưng quý vị phải hiểu nó. Hiểu nó. Nên những đức thấy rằng mình có tiền mình làm một số việc thấy tâm tư thoải mái. Cứ lo cho chúng đi. Lo cho các cụ già đàng hoàng nhưng lo phải dạy Nên những đức phiên đại chúng rằng con người mình á Hưởng cái gì đừng có dính mắt Thí dụ như bây giờ những đức mua những cái bình nước Nóng lạnh cho các cụ Có nước nóng uống, có nước lạnh uống Các cụ uống được Nhưng mai mốt là không có nữa Nước lạnh uống được Mình phải tập mình như vậy đó Có nước nóng tắm được nước nóng Không có nước nóng tắm được nước lạnh Phải tập như vậy đó Phải nhớ đó Có quạt gió ngủ được quạt gió Không có quạt gió không, cũng ngủ được Phải tập mình như vậy đó có nghĩa là trong hoàn cảnh phải tập mình như vậy đó Vợ chồng đến với nhau Khi xa nhau thì chấp nhận Con cái đến với mình Nó đối xử với mình tốt không dính mắt Đối xử với mình không tốt không buồn phiền Có nghĩa là quý vị học Phật Pháp phải thông cái tâm này Phải thông Vậy thì quý vị học Phật Pháp nhất định là có lợi ích lớn Lợi ích thiện đời luôn Và lợi ích khi cuối cuộc đời được Phật tiếp dẫn Vì mình niệm Phật Cầu sanh cực lạc mà nên cái lớp đạo làm con những đức Con nít cũng biết niệm Phật Thứ bảy tuần này Thứ sáu thì 20 tháng 11 Ngày nhà giáo Việt Nam Ngày đó ý nghĩa lắm Nền giáo dục là quan trọng nhất Để mà xây dựng một đất nước Nên người xưa mới nói là Kiến quốc quân nhân giáo dục trước tiên không Nên ngày nhà giáo Việt Nam Là một cái ngày vô cùng quan trọng con người được sanh đến cõi đời này Nếu không được giáo dục Thì con người này còn thua loài cầm thú Những đức thấy bên kia Có con chó mẹ Sanh con chó con Sau này con chó con Sanh thêm con nữa Thì con chó mẹ kia Bây giờ vai trò là bà ngoại Những đức nói con chó bà ngoại Những đức đặt tên là Liên Hòa Con chó bà ngoại Con chó con này Tuy nó đã có con rồi Nhưng mà mỗi lần nó gặp con chó mẹ Thì nó luôn luôn là nũng na nũng nịu bên cạnh mẹ Còn mấy con chó con của nó Mà gặp con chó bà ngoại Thì đến đến bên cạnh bà ngoại Có nghĩa là chó mà nó còn có cái tình mẫu tử như vậy quý vị Nó có cái tình mẫu tử như vậy Đúng là con nó gần mẹ rõ ràng à, còn mấy con chó đực cái loài chó Thì khi mà con chó đực nó giao cấu với con chó mẹ sanh con Thì con chó đực nó đi mất tiêu Con chó mẹ có con thì tự con chó mẹ nuôi con Nhưng mà rõ ràng những đức thấy Mẹ con thâm tình sâu đậm thì quý vị à, Rất là sâu đậm, đó là loài chó đó Không chi con người mà mình làm con mà mình lại tính toán với cha mẹ Thì quý vị coi rõ ràng Con người mà không được giáo dục thua là cầm thú đúng không? rõ ràng đó hung bạo dữ dằn tính toán hại người giết người đủ chuyện hết chứ vì của cái vật chất thôi nên con người nhất định phải cần được giáo dục nên ngày nhà giáo việt nam là một ngày vô cùng quan trọng đây là một ngày kỷ niệm để nhắc mỏi một con người chúng ta ăn trái nhớ kẹt trồng cây uống nước nhớ nguồn chúng ta được cha mẹ sinh cho cái thân này nếu cha mẹ không dạy dỗ đàng hoàng nếu không nhờ thầy khổ giáo như vậy thì chúng ta vô dụng cũng như những đức không gặp được Phật Pháp Làm sao những đức có ngày hôm nay Những đức rất may mắn Những đức gặp được ngay ngôi chùa chiên tu Có tư tưởng Ngôi chùa ban đầu tiên nhất Là tỉnh Thất Quang Âm Gặp được Đại Đức Thích Giác Nhà Nhờ từ cái ban đầu đó Mà những đức mới có ngày hôm nay đó quý vị Nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh không Nếu như những đức mà không gặp những vị này Thì làm sao có ngày hôm nay còn Hòa Thượng mình là sau này Ngài cho mình cơ hội để phát huy Nhưng mà không có cái ban đầu đó Dù Ngài có cho những đức cơ hội Cũng là một kẻ vô dụng Nếu như những đức được cái ban đầu đó Dù Ngài không cho cơ hội Những đức vẫn có tâm hướng đạo tu hành Nhưng không làm được những việc như bây giờ Thì quý vị coi Cái trước cái sau quý vị phải Phân tách cho rõ ràng nên mới nói là đầu xuôi Thì đuôi lọt Cái ban đầu mà được giáo dục đàng hoàng Thì cả đời có người sẽ có tương lai Những đức tiếp nhận cũng chưa được nhiều Nên ti tu học cũng cố gắng Nhưng vẫn còn sai vậy à Mười phần cũng được sáu bảy phần Bây giờ cũng cố gắng Cố gắng Từ nơi đó mà ngày nhà giáo Việt Nam Là một ngày vô cùng trọng đại quan trọng quan trọng vô cùng phải nhớ ngày thứ sáu ngày thứ bảy thì chùa chúng ta mỗi tuần là lớp đạo làm con học đúng một đề tài hiếu thảo cha mẹ kính trọng thầy cô giáo nhớ hiếu với cha mẹ mới kính thầy một người con mà không hiếu cha mẹ không thể nào kính thầy được chắc chắn kính là gì là biết học cái tốt từ thầy biết đem cái tốt này truyền bá đó là kính Chứ không phải là mù mờ Không làm được trò gì hết Cái này chưa phải gọi là kính đó quý vị Một người con hiếu với cha mẹ là người con này lớn khôn Phải làm sao sống có ý nghĩa Cũng như các cô các chú bây giờ vô chùa Chúng ta chung tay để nuôi các người già Bao nhiêu chương trình các cô các chú cùng chúng ta nhận đích Đây là người con hiếu thảo gì sống có ý nghĩa Cha mẹ cho mình bản thân này Bây giờ mình dùng bản năng này để sống Để làm việc có ý nghĩa Còn nếu như chúng ta không gặp Phật Pháp Thì làm vợ làm chồng Cả đời một gia đình nhỏ buộc ràng Quý vị coi Ý nghĩa gì đó. Không phải mình nói những người khác Người ta vô nghĩa Nhưng mình đang nói là mình gặp Phật Pháp vô cùng là đủ duyên Nên những người trẻ phải nhận thức được Phải nhận thức Nhớ đó Từ nơi đó ngày nhà giáo Việt Nam vô cùng quan trọng Ngày này rất quan trọng Cha mẹ phải dạy con Ngày này vô cùng quan trọng Nhắc nhở mình phải Có cái tâm hiếu kinh Ngày thứ bảy chùa mình đạo làm con Từng này Những đứa mong tất cả các cháu nhỏ đến Những đứa có đặt bánh kem cho các cháu ăn Bữa đó những đứa thấy có mấy cháu viết mấy cái Lá thiếp nhỏ nhỏ Chúc những đứa Ngày 20 tháng 11 Những đức đọc thấy cũng xúc động Có những câu các cháu nhỏ viết Mình Phải gieo Cái hạt giống mầm non này Cho nó tốt với việc Để tương lai các cháu có thể cống hiến cuộc đời mình cho xã hội cho đất nước Cuộc đời đến thế gian này Có thể làm một cái việc như vậy Cũng cảm thấy mừng rồi Đó là điều mà những đức thấy rằng Có người được tiếp nhận giáo dục rất là đặc biệt Dù những đức bây giờ vẫn còn hư nhưng mà những đức đã sửa được 6 7 phần. Nếu như 11 năm nay những đức không gặp Phật pháp, không gặp thầy để mà dạy dỗ thì 11 năm nay những đức càng hư thêm. Cha mẹ cho những đức cái thân này, nhưng những đức đem cái thân này hoàn toàn làm điều sai quấy. Vậy thì cuộc đời những đức có ý nghĩa gì quý vị? Nên cái xã hội hôm nay, nếu như một người thầy chân thật dạy vị, ơn của thầy còn lớn hơn ơn cha mẹ. Tại vì sao? Nếu cha mẹ có cái thân này mà quý vị không học được cái đạo đức thì bị hư hỏng thì đem cái thân này là sống vô nghĩa đúng không? nên cái ơn của thầy lớn ơn cha mẹ trong thời đại hôm nay quý vị nhận thức đi từ nơi đó chúng ta phải sống và tiếp nhận giáo dục như vậy thì vô cùng là đặc biệt một câu Phật hiệu này nên rèn luyện để mà học nhận đức thấy rằng lợi ích lớn vô cùng phải quyết chí niệm Phật cỡ nào khổ cỡ nào cũng không bỏ phóng ngôn tịnh độ phải niệm Phật Quyết chí đời này Phải về thế giới cực lạc Vì thế giới cực lạc Là một thế giới mà đầy đủ về nền giáo dục Chúng ta phải về đó mới được Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị Nguyện đem công đức này Hướng về khẩm tất cả